mình đặt mục tiêu để làm gì, vì sao mình cần có những mục tiêu ngắn hạn hay là mục tiêu dài hạn. Khi mà mình lựa chọn ấy, thì mình bắt buộc có sự hy sinh. Cuộc đời như một cái checklist đúng không? Nếu mà ngày hôm nay của bạn rất là buồn, việc đầu tiên của bạn vẫn là dậy bạn dọn cái giường của bạn đi đã. Làm cách nào để cân đối thời gian biểu cho học tập, công việc, gia đình và bạn bè hiệu quả hơn? Tìm được một cái điểm cân bằng trong cuộc sống rất khó. Mình phải biết nói không. Ngày xưa có câu nhân vô thập toàn là vì vậy. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là bài viết Anh em ạ, tán gái là phải có tiền của tác giả Limitless. Chúng mình hãy cùng đi tìm hiểu nội dung của bài viết ngay bây giờ nhá. Ok, let's go. Chắc hẳn các bạn đã từng rất nhiều lần nghe ở đâu đó rằng bạn phải tự tin xứng đáng được tôn trọng thì người khác mới làm thế với bạn, hay là bạn không cần phải quá nhiều tiền hay đẹp trai mới làm cho con gái thích bạn. Điều đó có vẻ đúng và video này cũng không phải để phản bác luận điểm đó. Nhưng video này sẽ chỉ ra lỗ hổng trong những điều tưởng như là mỹ miều đó. Nhất là với các bạn nam vẫn còn đang tự ti, rụt rè hay chưa có gì trong tay, hay là trong chính bản thân bạn, những lời khuyên đó thực ra lại trở nên toxic. Giàu có thì tự tin. Anh không thể tự tin bằng mỗi ảo mộng rằng anh tự tin. Nếu mặt anh đầy mụn do không biết chăm sóc bản thân, thành tích học tập thì kém do lười học, hỏi gì cũng không biết vì chả quan tâm tới cái gì, vậy thì anh có cái gì để mà tự tin với đời? Có chăng nếu anh cũng giống với đại đa số mọi người, anh là một người tốt, một good boy trong sách giáo khoa, vậy thì may ra anh có được những người quý mến anh, yêu thương anh. Nhưng tự tin, nói riêng về sự tự tin của đàn ông ấy, thì anh nên có một cơ sở cho sự tự tin đó, hay nói chính xác hơn là cái tài cán. Anh phải có ít nhất một cái tài, tài lẻ hay tài sỉ, không thì phải là tài chính hay gì đó cũng được. Nhưng phải có một cái tài gì đó làm anh hơn người khác. Không người này thì người kia thì anh mới có thể xây dựng được sự tự tin đó. Từ những cái lớn, dễ nhận thấy như là hạt hay, học giỏi, cao giáo đẹp trai tới những cái nhỏ, không hay có cơ hội để thể hiện như là lặn được 5 phút, quay vở, giao tiếp giỏi, chơi với em bé giỏi, vân vân, đều là những cái tài mà anh hoàn toàn xứng đáng để tự hào hay là tự tin. Tóm lại, tự tin phải có căn bản, tự tin phải được xây dựng bằng một cơ sở thực tế, chứ không phải tự tin chỉ đơn thuần là cái vỏ bọc bên ngoài như lời ăn, cử chỉ, tiếng nói. Đây là những thứ mà bạn có thể luyện được, nhưng nó chỉ dùng để gây ấn tượng phút ban đầu và dùng để phát huy những cái đặc sắc, xuất sắc nội tại bên trong con người bạn. Và anh em ạ, giàu có là một cơ sở vững mạnh để tạo nên sự tự tin. Anh không cần giàu để cảm thấy tự tin, nhưng khi anh đã giàu thì chắc chắn anh đã có ít nhất một lý do để tự tin. Nói đơn giản thế này nhá, anh mặc trên người một bộ suit, không nhất thiết phải là hàng hiệu hay là máy đo, đơn giản là một bộ suit bình thường cộng với một đôi giày da bình thường đã đủ để bản thân anh cảm thấy tự tin hơn hẳn so với việc bạn mặc quần đùi áo ba lỗ đi dép tông rồi. Bây giờ anh mặc bộ suit máy đo hàng hiệu, đồng hồ nghìn đô, đi xe ô tô chục tỷ bóng loáng, thì liệu anh có chắc là mình không ngửa mặt lên trời mà đi không? Trong bài viết trước của tôi có nói về vẻ bên ngoài quan trọng như thế nào. Vậy thì, trong buổi gặp mặt đầu tiên, kể cả giai đoạn đầu hẹn hò mà anh cho người ta thấy anh là con người có tiền, có quần áo, phụ kiện điện thoại đắt tiền, thì đến con trai còn phải nể vài phần chứ đừng nói đến con gái. Rõ ràng việc có tiền để mua sắm những thứ đồ vật chất đẹp đẽ mặc lên người chưa gì đã tạo nên một ấn tượng tốt đẹp, thu hút với những người xung quanh rồi. Trừ phi anh thuộc dạng đẹp trai soái ca, thân hình cân đối và khỏe mạnh như sao Hollywood thì mặc đồ rẻ tiền cũng thấy đẹp, chứ bình thường cần ít nhất hàng tầm trung để trông anh ở mức ổn ổn. Mà đồ tầm trung thì vẫn tốn phết đấy, vẫn cần có tiền. Ok, đúng là vẫn có những cô gái ngoài kia không quan trọng mấy thứ vật chất hào nhoáng ấy, họ quan tâm tới tâm hồn của bạn. Thế nhưng một chàng trai giàu thì lại càng có nhiều cơ hội để trau chuốt tâm hồn và trau chuốt trải nghiệm thú vị hơn những chàng trai suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào học. Với cả đi làm còn trả đủ tiền tiêu thì nói gì đến thời gian để chăm chút cho những thứ khác. Nếu họ vừa sinh ra đã giàu có thì họ có một điều kiện đủ để trở nên ưu tú. Ngay từ bé, họ đã nhận được một chế độ dinh dưỡng tốt để trở nên cao giáo, khỏe mạnh. Lớn lên thì họ nhận được một nền giáo dục tốt để trở nên giỏi giang hơn, đa tài hơn. Họ chăm sóc bản thân bằng các spa hạng sang cùng với những thứ mỹ phẩm đắt tiền nên vẻ bề ngoài của họ cũng càng trở nên rạng ngời hơn. Họ được đi du lịch, khám phá ở nhiều nơi trên thế giới nên họ có hiểu biết đa dạng và nhiều câu chuyện thú vị hơn. Thử hỏi ai mà không mê một người khỏe mạnh, đẹp đẽ, vừa học giỏi lại vừa có nhiều tài lẻ. Với những người lăn lội để trở nên giàu có, sức hấp dẫn của họ lại tới từ những sự trải nghiệm và bản lĩnh.
cũng như thứ quyền lực xã hội họ đã tạo dựng được trong suốt những năm tháng trên thương trường. Bản lĩnh và quyền lực là hai lực hút hấp dẫn nhất với bất cứ ai, dù là nam hay là nữ. Vì vậy, việc con gái, dù mê tiền hay không, bị hấp dẫn bởi một người đàn ông giàu có hay chỉ ít là có điều kiện là hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Ít tiền thì đừng đi tán gái. Anh em ạ, nói vậy không phải là mình cần phải giàu nứt đố đổ vách, không cần nhiều nhưng không ít quá, phải có tiền. Tiền để mua quà vào các ngày đặc biệt, tiền để đưa cô ấy đi ăn ở những quán, sang hay không thì cũng sẽ phải mất tiền. Kể cả không vào hàng quán thì tiền để gửi xe dắt tay nhau đi bộ trên phố đi bộ cũng là mất tiền. Tiền anh càng ít, trải nghiệm mà anh có thể cung cấp cho cô ấy càng hạn hẹp. Trong khi vai trò của đàn ông là cung cấp, tiền anh ít thì lại phải làm nhiều, mà làm nhiều thì lại ít thời gian ở bên cạnh quan tâm, trò chuyện. Thế là cả vật chất lẫn tinh thần anh đều không đáp ứng được nhu cầu của người ta, thì người ta yêu anh để làm cái gì? Ít tiền thì chính anh còn đói ăn, thì nói gì tới chăm sóc cho người khác? Câu nói không có tiền đừng đi tán gái không chỉ đúng trong giai đoạn tán tình mà còn đúng cả về mặt lâu dài. Coi như bằng một phép màu nào đó, anh tán được cô ấy bằng chút tài lẻ cộng tài mồm miệng, để rồi hai người cùng đi được tới hôn nhân, dù anh vẫn ít tiền. Anh em ạ, ít tiền lúc hẹn hò ấy thì cùng lắm là chia tay, nhưng ít tiền lúc hôn nhân nó vào ấy thì tệ lắm. Bởi hôn nhân có nhiều thứ phải lo hơn rất nhiều, dành dụm tiền mua nhà, các loại hóa đơn, tiền mua thuốc thang hay quà cáp cho bản thân và gia đình hai bên vân vân. Dù anh có đối xử tốt với cô gái tới đâu đi chăng nữa ấy, thì những áp lực về tiền bạc khi anh ít tiền sẽ làm tâm trí anh trở nên u ám, càng dễ sinh ra cãi vã giữa hai vợ chồng. Tới khi có con cái vào thì lại càng chật vật. Con cái không được học trường tốt, ốm đau không có thuốc xịn hay bệnh viện xịn, ăn uống không được đầy đủ, hoặc được thì bố mẹ cũng phải bóp bụng nhường con, rồi con phải đi thầy cô hàng năm. Chưa nói tới việc ít tiền khiến lợi ích con cái được hưởng sẽ bị ít đi. Bản thân việc không thể cho con những gì tốt nhất như người khác sẽ làm lương tâm anh đau khổ ngàn lần rồi. Và thế là hôn nhân càng trở nên tồi tệ hơn. Anh ít tiền mà may mắn lấy được cô vợ làm tiền thì cái sĩ của đàn ông nó lại làm cho anh không thể hưởng thụ trọn vẹn cái may mắn ấy được. Anh ít tiền mà vợ cũng ít tiền thì ôi thôi, anh lại càng phải có cớ để chê vợ giả nhanh, xấu xí và trông tã tượi, không được đẹp như các cô em son phấn có thời gian đi tập gym ở ngoài kia. Tới đây mấy anh đừng có lôi cái vụ lùm xùm của ông chùm cà phê ra để bảo giàu chưa chắc đã hạnh phúc nhá. Cho tôi buồn như ổng mà giàu như vậy thì tôi cũng buồn hộ luôn cho đấy. Có những cô gái sẽ nói là em không cần một người đại gia, em chỉ cần một người có chí tiến thủ. Thì đừng nghĩ rằng cô ấy không ham vật chất. Ý của cô ấy là ấy, thực ra là bây giờ em không cần anh giàu, nhưng sau này anh phải giàu, hay chí ít là có của ăn của để. Tức là vẫn phải có tiền. Chẳng có cô gái nào ngu tới mức mà lại nói là em yêu anh cả đời, em luôn yêu anh dù cả đời này anh đều ít tiền, hay là em không thích xe sang nhà biệt thự cả. Chẳng qua người ta yêu anh đủ nhiều để chờ đợi anh đem lại cho người ta cái đó, không thì cái gì đó gần với cái đó cũng được. Anh nghĩ tới Valentine, họ nhìn bạn mình được tặng thỏi son tiền triệu, còn mình thì không. Họ lại không mong muốn mình được như người ta chắc. Nếu được hỏi rằng em có cần không, một số cô gái sẽ vẫn nói là không, nhưng hỏi em có muốn không ấy thì lại chả thích quá, phải không các chị em? Cứ lo cho bản thân mình đi trước đã. Anh đừng nghĩ dù anh chưa được đủ đầy, nhưng anh sẽ đi làm cật lực để dành cho cô ấy những gì tốt nhất, còn mình sao cũng được. Mình sao cũng được, nghe có vẻ vô trách nhiệm với bản thân không? Nghe nó có ngắn hạn không? Mình sao cũng được thì bao giờ anh mới nghĩ tới việc làm cách để phát triển lên, mới giàu lên được. Lương anh ít mà vẫn muốn có người yêu ấy, thì phải chi trả thêm cho tình phí khá là tốn kém này, phải làm thêm giờ hoặc làm việc thứ hai, thứ ba. Nhiều tiền nhưng ít thời gian cho người yêu, gái được nhiều đồ đắt tiền nhưng lại dành thời gian cho thằng khác. Thế nên là anh bị cảm sừng, xong lại đổ lỗi cho con gái vô ơn, mê tiền mà không hề chịu nhận ra mình sai ở đâu. Mà kể cả cô ấy không đi với thằng khác ấy, thì anh có người yêu để làm gì khi suốt ngày đi làm rồi để cô ấy cô đơn ở nhà. Tin tôi đi, anh không muốn một cô gái quen với cô đơn khi không có anh đâu. Bởi vì khi điều đó xảy ra ấy, có nghĩa là dù có sự hiện diện của anh hay không, cô ấy vẫn cảm thấy có điều gì đó thiếu thiếu nữa. Thế là anh đã không còn là thứ để cô ấy nhớ nhung đợi chờ nữa. Vậy nên anh em ạ, thân mình ấm no đầy đủ trước đã, rồi hãng tính tới chuyện gánh thêm người khác. Điều này không khác gì việc những ai quyết định có con đều phải lo nhà cửa, rồi công việc ổn định thì mới dám đẻ vậy. Vì yêu ai đi chăng nữa ấy, cũng là trách nhiệm, đều có phần vật chất không thể thiếu của cuộc sống. Đừng đánh đồng những cô gái có tư tưởng thực tế với thực dụng,
đừng đắm mình vào những tư tưởng nghe rất cao cả, đầy tính thuyết phục nhưng thực ra lại rất ngu lù. Gái gu thấy anh em làm tăng ca cả tuần để mua cho cô ấy thỏi son ấy thì cũng cảm động đấy. Nhưng 2-3 năm yêu nhau thì anh vẫn chỉ dậm chân mãi chỗ đó với đồng lương quen. Anh nên đếm ngày thả cô ấy ra cho cô ấy tới với người khác tốt hơn nhá. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!